Hello, chào tất cả anh nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bờ hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa cổ đến từ thương hiệu của Diatone, và dòng này sẽ có tên model là DS301. Đây là dòng loa mà anh em chơi những bản nhạc vàng và những bản nhạc bolero nó cực kỳ xuất sắc luôn. Nhưng mà con này nó sẽ trang bị cho hệ thống là 4 đường tiếng anh em, một loa bass 30, một loa trung, một loa mid và một loa siêu trep nha anh em. Nên khả năng tái tạo lại tất cả các giải âm của con này nó cực kỳ hay, và đặc biệt là dòng này thì ở cũng giá rẻ thôi nhưng mà nên được rất là nhiều anh em ưa chuộng và săn đón. Đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế của dòng sản phẩm này. Đây, con này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ làng anh em, cực kỳ chắc chắn. Thế mà tổng trọng lượng của con này trên một loa là đến tận là 24 kg anh em. Đây, con này nó sẽ bao gồm chúng ta một loa bass anh em, giờ bass 30, màn giấy cao su anh em, và đây tâm của nó thì anh em sẽ thấy là đây gọi là mũi tổ ong, hoặc anh em có thể gọi là mũi cam sành đó anh em ạ. Còn phía trên là nó sẽ giống là một loa trung, một loa trep và một loa siêu trep anh em. Còn đây ở căng trong sản phẩm này sẽ có một cái logo bên thương hiệu là của Diatone. Đây, mọi người cùng xem qua về sau chỗ này thì nó sẽ có hai cái cross server để mà cho anh em có thể mà chuyển những giải nhất ở giải chat cho anh em. Anh em thích nghe giải nào nhiều thì anh em tăng lên. Hiện tại mình được trang mở là max kích cỡ. Đây, tên của dòng sản phẩm này Diatone DS301. Đây, con này có độ nhảy nó rất là cao anh em. Công suất của nó là 100W và trở kháng tiêu chuẩn là 8 ohm nha anh em. Rất là dễ dàng để phối ghép âm đi. Được sản xuất bởi Mitsubishi Electric, hàng chính hãng là Japan nha anh em. Và độ nhảy con này đó là kinh khủng khiếp mà, đến tận 90 dB, cho anh em phải nói là rất là dễ dàng để phối ghép âm ly. Và bây giờ mình sẽ test luôn về chất âm của dòng sản phẩm này. Mình sẽ test với âm ly của Marang nha anh em. Marang 54D. Mở anh em. Đêm nay anh đưa em về, đường khuya sao trời lặng anh. Đêm nay anh đưa em về, mắt em sao chiếu long lanh. Đêm nay khi em đi rồi, đường khuya riêng một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi, tôi về đêm bước lẻ loi. Người yêu ơi, trong tình buồn, người yêu ơi, trong tình buồn, trọn tình yêu ta đã trao nhau. Đêm mai không ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Rồi, anh em thấy sao về chất âm của Diatone DS301 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video.
cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video lần tới. Bye.